Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Gia Thiên tập 9, Hàn Phi Vũ đã cố tình gây sự với Bảng Bác. Diệp Phàm dùng hai tay ngăn cản lại vậy nhưng bị đẩy lui về sau. Cũng may Ngồi Trưởng Lão kịp thời quay lại, hóa ra đòn công kích. Ông nhắc nhở, điều tối kỵ trong linh hư là đồng môn gây hấn với nhau. Bảng Bác muốn đòi lý lẽ nên vạch tội Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ cũng không chịu thua, hắn phủ nhận việc gây hấn, đồng thời cũng khôn khéo mang uy danh của Ngồi Trưởng Lão ra. Chắc là ông sẽ không chỉ nghe lời từ một phía đâu chứ. Ngô Thành Phong thừa biết tên này đang dùng văn vở nên cũng uy hiếp. Nếu có lần sau thì lão sẽ phải đi gặp Hàn Trưởng Lão của hắn để nói chuyện. Tên kia nghe xong liền ngoan ngoãn, Ngô Thành Phong yêu cầu hai người đi theo mình. Ông giải thích Hàn Phi Vũ kia là tu sĩ khô hải, vũ khí của hắn là do ngưng tụ thần văn, sức người không thể so sánh được. Người thường luyện tới thể phách cực hạn cũng khó địch lại một người tu hành sơ cấp. Để giải đáp câu hỏi vì sao để tu hành thì Ngô Thành Phong huyễn hóa ra một ít bụi, nó là bụi bặm. Vậy nhưng cũng không phải bụi bặm, nó là một phương thế giới. Nếu nhìn góc nhìn thu nhỏ lại, quả thật bên trong đám bụi chính là các thế giới. Mọi thứ sinh sôi nảy nở, vậy nhưng dưới ánh mắt của con người thì chỉ nhìn thấy đám bụi mà thôi. Cây có vòng tuổi, con người cũng có vòng sinh mệnh. Nó nằm ở dưới rốn, ẩn chứa tinh khí toàn thân, là căn cơ tu hành, mỗi một năm sẽ gia tăng một vết khắc. Cái gọi là tu hành chính là trước khi mệnh luân hao mòn hết vượt qua khổ hải vô tận dưới vòng sinh mệnh, phá vỡ quy tắc thiên địa, trường tồn thế gian. Kế tiếp, lão sẽ truyền thụ đạo kinh cho hai người. Đạo kinh là pháp môn căn bản cao nhất thế giới. Tuy rằng động thiên chỉ thu được một quyển không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để cho hai người tạo lập nền tảng nhằm mở ra khô hải. Hiện tại, hai người có thể sử dụng bách thảo dịch mà lần trước lão đưa cho rồi. Sức lực của bách thảo dịch rất mạnh, uống quá nhiều trong một lần sẽ khiến cho cơ thể không chịu nổi. Hai người nhanh chóng nhập định. Ý thức Diệp Phàm tiến nhập vào trong khô hải của mình, không gian xung quanh vô cùng tăm tối. Anh chậm rãi tiến lên trước, vậy nhưng trước mặt lại có một bức tường chặn lại. Ngay sau đó là vô số bức tường khác rơi xuống xếp thành các bức tường bao vây tứ phía. Diệp Phàm và Bàng Bác nhanh chóng tỉnh lại. Bàng Bác thì cảm nhận được vòng sinh mệnh của mình, vậy nhưng Diệp Phàm thì không. Bàng Bác muốn anh uống thêm chút bách thảo dịch, thử thêm lần nữa, vậy nhưng Ngô Thành Phong lập tức ngăn cản. Bách thảo dịch không nên uống quá nhiều, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngồi Trưởng Lão cường ép đem một ít lực lượng tiến vào trong khô hải của Diệp Phàm, vậy nhưng không thể xuyên qua bức tường. Bức tường cứng như huyền thiết, ngoại lực không thể phá nổi. Diệp Phàm nghe vậy cũng buồn bã. Loại thể chất này được xưng là đệ nhất thánh thể thời tiền hoàng cổ, cho nên Ngô Thành Phong cũng không thể hiểu nổi. Lớn mạnh như những thánh điện đông hoàng cũng bó tay hết cách, thì một nơi nhỏ bé như linh khư động thiên thực sự có lòng mà không có sức. Rồi chỉ có thể trông chờ với chính bản thân Diệp Phàm mà thôi. Tuy nhiên, lão lại suy đoán rằng nếu có thể tìm ra cả bộ đạo kinh thì có lẽ sẽ có cách. Vậy nhưng cả bộ đã mất tích vạn năm rồi. Trong khi đó, tại động phủ của Hàn Trưởng Lão, ông ta đang tiến hành luyện chế một loại thuốc gì đó bí ẩn. Hàn Phi Vũ chính là cháu của ông ta. Hóa ra ban nãy hắn cố tình giao thủ là để kiểm tra hai người Diệp Phàm và Bảng Bác. Từ đó kết luận rằng hai người họ chính là thuốc dẫn mà Hàn Trưởng Lão muốn tìm. Chỉ dùng man lực đã chống lại được công kích từ thần văn của hắn. Vậy nên hắn đoán là Diệp Phàm đã từng ăn linh quả trong cấm địa. Hắn phẫn nộ vì Ngô Thành Phong đột ngột xông vào ngăn cản. Hàn Trưởng Lão cho biết, Bàng Bác đã được trưởng môn liệt vào danh sách bồi dưỡng quan trọng, tạm thời không thể đụng tới, vậy nhưng tên còn lại thì không sợ. Ông ta lấy ra hai món pháp bảo đưa cho Hàn Phi Vũ để cho hắn đi bắt Diệp Phàm mang tới đây, yêu cầu là phải bắt sống. Tuy Diệp Phàm không thể mở ra khô hải, vậy nhưng theo sự tu hành sâu hơn, tinh huyết của anh sẽ ngày càng tràn đầy. Còn về phần Bàng Bác, tuy nhìn thấy vòng sinh mệnh là một tầng băng, vậy nhưng lớp băng lại quá cứng, hắn đã đập rồi mà vẫn không phá vỡ được. Ngô Thành Phong muốn hắn ngồi tĩnh tâm, phải hội tụ tất cả sự tập trung thì mới xông phá được. Vậy nhưng, Bàng Bác lại có điểm yếu là không thể ngồi tĩnh tọa. Ngồi 30 phút còn khó, huống chi vài tháng đến vài năm như lời của Ngồi Trưởng Lão. Hắn nôn nóng muốn luyện thành ngay lập tức, vậy nhưng Ngồi Trưởng Lão đã nhắc nhở, chuyện tu luyện không thể cưỡng cầu, dục tốc thì bất đạt. Cảm thấy phương pháp ngồi thiền tĩnh tọa không thực hiện được, nên lão đưa ra phương pháp khác là thử cảm giác mạnh. Gọi đến con hạc, lão đã đặt phép tương ấn quyết lên người hắn và con hạc. Chỉ cần hắn thực sự làm được tĩnh tâm ngừng thần thì có thể khiến hạc nghe lời, khô hải cũng tự động mở ra. Bàng Bác háo hức treo lên lưng chim hạc bay lượn. Trong lúc đó, Diệp Phàm lại ngồi tĩnh tâm. Nhìn thấy người anh em đang vui đùa, anh cũng cảm thấy vui mừng thay cho Bàng Bác. Đột nhiên một luồng công kích lao tới tấn công, Diệp Phàm kịp thời tránh né, phản công ngược lại. Đám người đánh lén đều là tu sĩ đã mở ra khổ hải, có thể ngừng tụ thần văn làm vũ khí. Bọn họ đều là đàn em của Hàn Phi Vũ.
Tuy nhiên, năng lực của Diệp Phàm lại quá mạnh, dễ dàng đập cho tên đánh lén sắp mặt, buộc nữ đồng bọn phải ra mặt. Nữ tử lập tức ngưng tụ vũ khí rồi lao lên tấn công. Trước đối thủ mạnh mẽ, Diệp Phàm sẽ xử lý như thế nào? Các bạn hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo để rõ hơn nhé! Nội dung tập phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.